Chuyến đi quanh đất nước Thu Đông 2017. Loạt video clip này là những hình ảnh ghi lại chuyến đi một vòng đất nước vào tháng 10 và tháng 11 năm 2017. Tàu đi qua phố, tàu qua phố, phố lạ mà quen ta giang hồ. Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ, chẻ củi trèo thang với giặt đồ. Giang hồ đâu bận lo tiền túi, ngày đi ta chỉ có tay không. Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi, mây trắng trời xa trắng cả lòng. Ôi còn gì cảm thương mà tiêu sái bằng khi mà một sớm sơ thu ngồi bên hiên mưa để nhớ về những cung đường lữ thứ, lại còn ngâm nga bài thơ tuyệt bút giang hồ của lãng tử Phạm Hữu Quang nữa, thì chỉ có nước hát bài Hành Trang Giả Từ của một tay giang hồ thứ thiệt là thiếu tá hải quân Trường Sa nữa là hết thuốc. Khởi hành từ Sài Gòn lên Đà Lạt rồi Khánh Vĩnh của Khánh Hòa, sau đó đi theo cung đường Trường Sơn Đông, cung đường chạy song song với quốc lộ 1 và quốc lộ 14 nhưng nằm giữa miền Trung du của các tỉnh miền Trung. Đến Đà Nẵng thì chuyển xuống ven biển để qua đèo Hải Vân, sau đó đi theo ven biển của tỉnh Thừa Thiên qua các đầm Cầu Hai, Thủy Tú, Hà Trung và Phá Tam Giang, qua Quảng Trị, Quảng Bình với những vùng cát trắng, rồi theo quốc lộ 12A lên trung du của Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Từ Thanh Hóa sẽ đi tiếp theo quốc lộ 15 về phía Tây theo cung đường Tây Tiến để về Mai Châu, rồi Phù Yên, Tà Xùa của Sơn La, sau đó sẽ đi tiếp quốc lộ 6 hướng về Điện Biên Phủ. Sau khi đến A Ba Chảy, nơi cực Tây của Tổ quốc, nơi mà ba biên giới Việt, Lào, Trung gặp nhau, hành trình sẽ tiếp tục đi qua 6 tỉnh biên giới phía Bắc: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn và Móng Cái. Con đường của chuyến đi chủ yếu sẽ đi theo các cung đường tuần ra biên giới. Từ Móng Cái ta sẽ về Hạ Long, qua đảo Cát Bà, cầu Cát Hải, Đình Vũ để về Hải Phòng. Ta cũng đi qua Côn Sơn, Kiếp Bạc, nơi đặt đền thờ Ức Trai Nguyễn Trãi và Hưng Đạo Đại Dương Trần Hưng Đạo, giếng đền Đô, nơi thờ tám vị vua nhà Lý, đền Lý Bát Đế. Lộ trình cũng sẽ ghé qua Hà Nội rồi xuôi nam theo quốc lộ 1, sau khi ghé qua Ninh Bình và thăm nhà thờ đá Phát Diệm. Với tổng lộ trình chừng 7.500 cây số, chuyến đi là một trải nghiệm đáng nhớ về đất nước và đặc biệt là những con người, văn hóa của những nơi tuy xa lạ mà cũng là thật nhiều điều thú vị. Dù chỉ là góc nhìn phiến diện của cá nhân, cũng xin chia sẻ với mọi người như một lời tri ân đối với tình đất nước.
Đà Lạt trong một sớm sơ thu với làn sương nhẹ lãng đãng trên mặt hồ, và rồi nắng vàng lên dần như những dải lụa từ thiên đường đang rủ xuống trần gian, dịu dàng ru ấm lòng lữ khách. Thong reo bên suối vắng, lời dịu dặt như tiếng thơ. Xuân đi trong mắt biết, lòng dạt dào bao ý thơ. Nghe tâm tư sao xuyến, rồi đường hoa lạc bước trong lãng quên. Ôi màu hoa đào, màu hoa đào. Trong tâm trạng lâng lâng đó, nhóm rời Đà Lạt theo đường đèo long lanh về Khánh Vĩnh, rồi rẽ trái hướng về thị trấn Sông Hinh. Đoàn xe đang chạy thong dong giữa ngàn xanh, lúc qua đồi, khi vượt đèo sương, rồi chưa kịp hết lâng lâng đã thấy mình bình bồng trong mây núi. Ôi giang hồ ta chẳng hay áo rách, xá gì chạy lượt với soi gương. Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc, chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường. Giang hồ ba bữa, buồn một bữa, thấy núi thành sông, biển hóa rừng. Chân sẵn dép dày, trời sẵn gió, ngựa về ta đứng